Có nên mua dịch vụ đám mây trên camera iMu hay không? Thì cái video này chủ yếu là nói về quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ mở cái app iMu Live lên nè và mở cái con camera chúng ta cần mua. Sau đó chúng ta qua cái tab thứ ba. Đây thì cái dịch vụ đám mây ở đây của mình đã hết sử dụng rồi. Chúng ta sẽ chọn vào làm mới. Và con thấy nè, nó sẽ có cái thông báo một cái giá ở dưới đây là 1.263 đồng trên một ngày. À, đây là gói Live. Ví dụ như bây giờ mình muốn mua thì mình sẽ bấm vào đăng ký. Đây, một camera thì khoảng 47.000 một tháng. Nếu như chúng ta mua một năm á, thì sẽ tiết kiệm được 2 tháng. Mình sẽ chọn qua đây thì nó khoảng 470.000. Nếu mà chúng ta mua gói năm thì với cái giá này đó là mình có thể mua được một cái thẻ nhớ rất là xịn sò và còn rẻ hơn cái giá này rất là nhiều. Vì lưu khoảng tầm 3 ngày trên gói Live thì một cái thẻ tầm 32GB là ok. Basic thì chúng ta sẽ thấy nó khá nhiều hơn ha, bản lốt nữa. Thì ở đây mình chỉ phân tích gói Live thôi. Thì với cái giá như vậy mình thấy nó không có hợp lý, nên với cá nhân mình thì mình sẽ không mua. Nếu chúng ta muốn mua thì chúng ta có thể có chọn phương thức nè, thanh toán bằng ví Momo. Chúng ta tích chọn vào tôi đồng ý và sau đó có thể chọn vào thanh toán bằng ví Momo. Thì tại mình không mua nha, mình không bấm vào đây. Thì tùy bà con thôi, bà con có nhu cầu thì có thể mua. Còn riêng mình thấy gói này nó khá là đắt, giá nó không phù hợp với cái việc chúng ta chọn thẻ nhớ. Thẻ nhớ mà tốt thì chúng ta có thể sử dụng 2-3 năm, thậm chí là 5 năm vẫn ok, rất là bình thường. Nếu là bà con thì bà con sẽ chọn thẻ nhớ hay là mua dịch vụ đám mây? Hãy bình luận ở trong video và chia sẻ với mình nha.